Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh 24 giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Mitsubishi Xpander cho cả hai phiên bản, từ phiên bản số sàn và bản số tự động ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc, nên là tổng lăn bánh giờ đang là bao nhiêu và đang có chương trình khuyến mại như nào, thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua bản cao cấp hơn, thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn, bản nhập khẩu nguyên chiếc, với giá niêm yết nó đang là 555 triệu ạ, nó là giá tính thuế luôn nhé. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại như sau: tặng cho anh em 50% lệ phí trước bạ trị giá lên tới 28 triệu đấy ạ. Và ngoài ra tặng cho bảo hiểm thân vỏ cho 10 khách hàng đầu tiên trong tháng 11 này, và tặng gói phụ kiện cao cấp cho 10 khách hàng đầu tiên nhé, trong tháng 11 này đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn lăn bánh Hà Nội khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 615 triệu ạ. Đối với trả thẳng ạ. Còn đối với trả góp thì anh em chỉ bỏ ra là 200 triệu thôi nhá. Còn lăn bánh ở tỉnh đối với trả thẳng thì đang là 585 triệu đấy ạ. Còn đối với trả góp thì anh em chỉ bỏ ra là 165 triệu thôi nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 603 triệu đối với trả thẳng ạ. Còn đối với trả góp thì đang là 183 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số này, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Và một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó là chi phí mềm, hay gọi là chi phí lót tay, từ lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an. Mỗi một tỉnh nó lại chi phí khác nhau nhá, nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ, nó chỉ là vài triệu thôi ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động, bản nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Với giá niêm yết nó đang là 630 triệu đấy ạ. Nó là giá tính thuế luôn nhá. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại như sau: tặng 50% lệ phí trước bạ lên tới 32 triệu nhá, và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho 10 khách hàng đầu tiên của tháng 11 này ạ. Và tặng một gói phụ kiện cao cấp cho 10 khách hàng đầu tiên khi mà mua xe trong tháng 11 này nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động này lăn bánh Hà Nội khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại thì lăn bánh Hà Nội bây giờ đang là 690 triệu nhá, đối với trả thẳng đấy ạ. Còn đối với trả góp thì đang là 215 triệu đấy ạ. Còn lăn bánh ở tỉnh thì đang là 665 triệu đối với trả thẳng ạ. Còn đối với trả góp thì anh em chỉ bỏ ra với giá đang là 190 triệu thôi nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh đối với trả thẳng thì đang là 683 triệu ạ. Còn đối với trả góp thì anh em mới bỏ ra là 208 triệu thôi nhá. Đấy. Còn anh em nào muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Đấy. Vậy nhưng tại sao lại có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là Hà Nội thuế ra là 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn tỉnh thuế ra là 10%, biển số là 2 triệu nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuế ra là 10% và biển số là 20 triệu, dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là như vậy đấy ạ. Thế vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về giá xe cho toàn bộ dòng xe của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản các bản số tự động và bản số sàn rồi. Thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em về toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau như VinFast, Toyota, Kia, Hyundai, Honda hay Mazda, hay rất nhiều hãng xe khác nhau trên thị trường Việt Nam, để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn hay là những chiếc xe cùng phân khúc khác, thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.